Xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn Đây là người ta yêu dấu Ta hài lòng về người Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân Người sẽ không cãi vã, không kêu to Chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy Tiêm đèn leo lét, chẳng nở tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi người. Đó là lời Chúa. Đứng trước việc nhóm pha ri đang tìm cách để giết mình, Chúa Giêsu đã lánh khỏi nơi đó. Thánh Mắc-thêu ngày hôm nay trong bài tin mừng thuộc lại cho chúng ta điều ấy. Hành động lánh đi này của Chúa Giêsu không phải là do sợ hãi nhắc đảm, không dám đương đầu, nhưng bởi Chúa Giêsu chính là người tôi trung của Thiên Chúa mà cựu ước đã loan báo, một người tôi trung khiêm hạ, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Chính vì thế, Đức Giêsu đã không tìm thể hiện mình bằng việc sử dụng sức mạnh để khuất phục kẻ khác. Đức Giêsu sẽ khuất phục con người, nhưng không phải bằng sức mạnh mà là bằng chính tình yêu và sự khiêm nhường phục vụ. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong tư cách là những người môn đệ của Ngài hãy mang lấy nơi mình chúng ta cũng được mời gọi trở thành người tôi trung của Thiên Chúa, người tôi trung khiêm hạ của Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu giúp cho chúng ta biết tránh đi những xung đột không cần thiết, biết chấp nhận như là kẻ thua cuộc để Thiên Chúa có thể chinh phục được con người. Amen.